Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay Chủ nhật ngày 29 tháng 11 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin vụ Thủ Thiêm ở thành phố Hồ Chí Minh, liệu Bí thư Nên có làm nên chuyện hay không? Báo chí và truyền thông Việt Nam cuối tuần đăng tin về việc đại diện lãnh đạo thanh tra chính phủ và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh gặp gỡ và đối thoại với người dân khiếu nại xung quanh vụ tranh cãi đất đai diễn ra nhiều năm nay trên địa bàn thành phố đông dân nhất Việt Nam. Hôm thứ Sáu, 27 tháng 11 năm 2020, từ Sài Gòn, luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên phó chủ nhiệm thường trực Văn phòng Quốc hội Việt Nam, trước hết đã đưa ra bình luận khái quát của ông về diễn biến mới này và điều gì có thể thấy và nên lưu ý khi nhìn vào diễn biến đó. Thanh tra chỉ là một bên hay quyết định hết, câu hỏi được đặt ra. Tôi có nghe thông tin về việc Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố ông Võ Văn Hoan đối thoại với 20 người đại diện cho người dân Thủ Thiêm hôm nay. Đây là hình ảnh ông Đặng Công Huẩn ở giữa và Phó Tổng Thanh tra Chính phủ chủ trì buổi đối thoại. Nhận xét đầu tiên của tôi là việc đối thoại này như thế là giữa những bên nào, giữa hai bên hay giữa ba bên trong diễn biến này. Vì khi đưa ra công khai như thế thì phải làm sáng tỏ vị trí của các bên, bởi nó có thể liên quan và dẫn tới một cái kết như thế nào. Bởi vì theo luật thanh tra là cơ quan của chính phủ và sau khi tiến hành thanh tra thì kết luận của thanh tra có giá trị pháp lý để xem xét như một nguồn. Nhưng phải lưu ý ở đây có phải là một thanh tra độc lập như tiến hành bởi một cơ quan tổ chức độc lập khác hay không. Mặt khác, nếu đã đưa thanh tra chính phủ vào và đối thoại như thế thì trong cuộc đối thoại này phải có vai trò lớn hơn là chính bản thân chính phủ, cơ quan cấp trên của thanh tra chính phủ. Và tôi cũng nhấn mạnh là lưu ý rằng nếu chính phủ giải quyết hay làm không xong thì đôi khi dẫn đến tòa án, và tôi cho rằng vụ này cũng có thể trở thành một vụ án điển hình. Trước đó đã có vụ Đồng Tâm ở miền Bắc cũng đã lớn chuyện, cũng đưa thanh tra chính phủ vào, sau đó diễn biến kết cục ra sao mọi người đã biết rồi. Còn vụ Thủ Thiêm này về thời gian, quy mô có thể còn kéo dài và lớn hơn vụ Đồng Tâm. Đối với nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, ai cũng biết vụ việc này cả, và cả nước cũng biết. Đây là hình ảnh quang cảnh buổi đối thoại giữa thanh tra chính phủ với một số hộ dân ở Thủ Thiêm vào chiều 27 tháng 11 năm 2020. Cũng cần xem xét kéo dài là do đâu, ở đâu, và theo tôi, như vậy phải có một phán quyết, thẩm định, kể cả thẩm định những bằng chứng, tư liệu của cơ quan hay cựu quan chức đưa ra và giám định mọi thứ cần thiết liên quan. Cũng theo tôi, qua cách gặp gỡ, đối thoại như hôm nay thì không ai có thẩm quyền buộc tội phán quyết cuối cùng trong vụ này. Và khi thẩm định thì cần lưu ý xem cơ quan thẩm định có khách quan và đủ năng lực hay không. Nếu không thì sẽ lại rơi vào tranh cãi tiếp và sẽ dẫn đến cái kết vô hồi, tức là tranh cãi liên miên không hồi kết. Tôi nghĩ đến nay thì phải đưa thành một vụ kiện ra tòa án, và nếu thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật ở đây, kể cả pháp luật hình sự, thì phải truy tố và xử lý những người vi phạm, buộc tội những ai hữu trách gây ra vi phạm và việc thao túng pháp luật. Và nguyên nhân chính của vụ việc kéo dài này là gì? Khi được hỏi vì sao vụ việc Thủ Thiêm bị kéo dài và tại sao không thể được xử lý giải quyết sớm hơn, luật sư Trần Quốc Thuận cho rằng: Tôi nghĩ là có nhiều chuyện uẩn khúc đằng sau đó, và trong số đó có nhiều chuyện giá đất đã tăng rất nhiều, có nơi tăng lên mấy chục lần. Như có người nói với tôi, có chỗ 1m² lên giá tới trên 200 triệu đồng Việt Nam. Trước đây nhiều chỗ đất đai còn là sình lầy, bây giờ đều thành đất đai đô thị, có thể quy hoạch đắt giá và có thể có ai đó đang nắm những chỗ đó, họ rất biết giá trị của nó. Thành ra khi họ đưa ra chứng cứ từ nguồn của ông Võ Viết Thanh thì cũng phải xem xét cụ thể chứng cứ đó có đúng không, và kết luận theo tôi phải cụ thể, không thể chung chung trên trời được. Đây là hình ảnh lực lượng an ninh mặc thường phục, đeo khẩu trang, đứng dày đặc trước buổi đối thoại của dân Thủ Thiêm với thanh tra chính phủ diễn ra vào chiều ngày 27 tháng 11 năm 2020. Nhóm an ninh mang theo thiết bị phá sóng trong phạm vi 200 mét xung quanh khu vực đối thoại, khiến người dân không thể livestream và phát hình trực tiếp lên mạng, và rất nhiều người dân muốn vào buổi đối thoại mà không được. Ảnh này do Nguyễn Thủy Dương cung cấp. Tôi nghĩ chuyện này mà nếu điều tra rốt ráo có thể sẽ biết đâu đó sẽ cả vấn đề hình sự, và đó là chuyện lớn và nhân dân, cán bộ thành phố Hồ Chí Minh đều đang chờ đợi. Nhưng trở lại vấn đề, tôi nghĩ nguyên nhân rất lớn là vấn đề giá đất và giá trị toàn khu đất đã lên rất cao, người ta khó từ bỏ nó. Trước đây khi ông Nguyễn Thiện Nhân,
khi mới về lại thành phố và thay ông Đinh La Thăng bị chuyển và sau đó bãi chức. Ông Nhân năm đó có hứa là đến tháng 11 năm 2018 sẽ giải quyết xong, nhưng rõ ràng là đến bây giờ vẫn chưa xong. Tôi cho rằng ở đây có những uẩn khúc đằng sau nó và đến từ những thế lực ngầm có quyền lực, sức mạnh và tiền bạc. Theo tôi, nếu điều tra cẩn thận, phát hiện vấn đề, có thể truy tố, làm nghiêm, còn nếu không, không khéo thì sẽ dẫn đến các kết cục như vụ Đồng Tâm rất phức tạp. Và câu hỏi tiếp tục được đưa ra là ông Nên liệu có làm nên hay không? Khi được hỏi liệu tân bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Văn Nên có thể giải quyết được vụ việc ở Thủ Thiêm hay không, và vị lãnh đạo đảng bộ địa phương này có thể và nên làm gì, luật sư Trần Quốc Thuận tiếp tục cho biết như sau. Tôi đã từng nói với đài BBC từ trước và tôi nhắc lại, vụ Thủ Thiêm chính là một phép thử thẩm định năng lực của ông Bảy Nên. Theo tôi, với tư cách là bí thư thành ủy, lãnh đạo toàn đảng bộ thành phố, ông có cách gì, có quyền lực gì thì ông cũng nên phải dùng tất cả để đem ra giải quyết cho dứt điểm. Nếu không, Thủ Thiêm có thể trở thành một đốm lửa lớn là bùng lên ngọn lửa. Có người hỏi tôi về vai trò trách nhiệm thời của ông bí thư Lê Thanh Hải và những người trong ban lãnh đạo đảng, chính quyền, thành phố thời ông ấy. Tôi xin nói vấn đề này, nay với ông Bảy Nên là một thử thách lớn và có thể là lớn nhất tới nay của ông ấy. Đây là hình ảnh nhiều người cho rằng ông Lê Thanh Hải, cựu bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh là thủ phạm chính gây ra vụ Thủ Thiêm. Nhưng bấy lâu nay không ai động đến ông ta ngoài việc người dân chỉ đích danh và đòi khởi tố ông ấy. Mặt khác, Trung ương cũng có quyết tâm làm đến nơi đến chốn không. Ông Nên từng làm việc và tham mưu cấp cao ở Trung ương, hiểu rõ ngõ ngách quyền lực và cách thức thực thi quyền lực của các ban ngành trên Trung ương. Liệu ông có dám làm và liệu Trung ương có hỗ trợ ông Nên làm việc đó hay không? Cũng nhân dịp này, luật sư Trần Quốc Thuận cũng bình luận về chiến dịch chống tham nhũng mà Đảng Cộng sản cầm quyền ở Việt Nam đang tiến hành. Tôi xin nhắc lại, vụ Thủ Thiêm này lâu nay đã bị cản trở rất nhiều bởi các thế lực ngầm. Họ có quyền lực, phe cánh, có tiền bạc. Nếu không dám xử lý, rõ ràng đã trưng ra những vùng cấm, khoảng trống mà cán bộ, nhân dân, mọi người sẽ thấy và nhìn vào đó và nghi ngờ thực tâm, quyết tâm giải quyết của Đảng. Đang có ý kiến trong cán bộ, nhân dân, người ta so sánh và đặt câu hỏi tại sao ở Hà Nội, Đà Nẵng, Trung ương xử lý mạnh tay thế mà ở thành phố Hồ Chí Minh những ai lãnh đạo liên quan vụ Thủ Thiêm mà có trách nhiệm để xảy ra sai trái vẫn chưa bị xử lý. Người ta còn hỏi tại sao Trung ương không bật đèn xanh để xử lý thì tôi nghĩ nên đặt câu hỏi này cho ông Bảy Nên và cho cả những người trên ông ấy nữa. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thiện Nhân bên phải đang tặng hoa cho ông Nguyễn Văn Nên về nhậm chức bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Luật sư Trần Quốc Thuận chia sẻ thêm với đài BBC về những gì ông được nghe từ một cựu lãnh đạo thành ủy thành phố Hồ Chí Minh về khó khăn trong xử lý vụ Thủ Thiêm. Ông nói: "Tôi nhớ có lần ông Nguyễn Thiện Nhân khi đó còn là bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh có trả lời tôi khi tôi hỏi thăm về vụ Thủ Thiêm. Ông ấy nhỏ hơn tôi 9 tuổi và xưng là em với tôi. Ông nói đại ý là em gắng lắm nhưng còn nhiều cái khó lắm." Khi được hỏi cái khó mà ông Nguyễn Thiện Nhân có thể cảm nhận được là gì, luật sư Thuận đáp tiếp: "Thì đó, như tôi đã nói, có một thế lực quyền lực ngầm mà nếu động vào thì nguy hiểm. Thành ra ông Nhân phải nói là chuyện này khó và nhiều người người ta nói là ông Nhân đã phải né. Tôi thấy rằng nếu có gì ngăn cản trong đây thì thế lực quyền lực đó lớn lắm. Nó phải lớn cỡ nào thì mới làm cho cỡ ông bí thư thành ủy, ủy viên Bộ Chính trị phải nhận là khó. Tức là nó phải lớn hơn và phải ở cả trên cỡ Bộ Chính trị." Và bài học từ Thủ Thiêm và lời khuyên cho tân bí thư như thế nào? Khi được hỏi có thể rút ra bài học gì trong xử lý vụ Thủ Thiêm từ thời điểm Đại hội Đảng lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ còn vài tháng, cựu Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Quốc hội Việt Nam cho biết: "Tôi cho rằng quyền lực và thực thi quyền lực phải cụ thể, và đã giao quyền lực cho người ta thì phải giao thực quyền để người ta có thể giải quyết dứt điểm như trong vụ Thủ Thiêm này. Và đó là cái người ta mong chờ ở Việt Nam. Nếu không thì sẽ hết bí thư này đến bí thư khác không thể giải quyết được sự việc, đi đến bế tắc kéo dài." Đây là hình ảnh ông Nguyễn Hồng Quang, đại diện người dân Thủ Thiêm, trình bày ý kiến. "Mặt khác, được giao quyền mà anh không làm, không làm được thì xin mời anh đi chỗ khác cho người khác người ta làm. Có đổi mới như thế thì mới hiệu quả được. Và đó là những câu chuyện về những con người, việc làm cụ thể và cơ chế, trong đó có cơ chế quyền lực để giải quyết tham nhũng, vi phạm pháp luật, vô trách nhiệm, vân vân." Ông nói tiếp: "Nhân đây, tôi cũng có một điều chia sẻ, tạm gọi là một lời tư vấn
hay lời khuyên cũng được cho ông Bí thư Bảy Nên. Theo tôi, có lẽ nên báo cáo cấp có thẩm quyền, cấp trên và nên khởi tố thành vụ án và điều tra. Điều tra mọi góc độ, khía cạnh, xem xét sai trái, sai phạm ở đâu, rồi tại sao từ trước đến nay không phát hiện, không xử lý được, rồi phải làm cho rõ thiệt hại thực tế là bao nhiêu. Bây giờ gần hết năm 2020 rồi, hy vọng năm tới những việc này được giải quyết đến nơi đến chốn. Và như thế, quyền lực của những người có quyền lực thì sẽ phải được thực hiện đến nơi đến chốn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin do Thời báo.de từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức tường thuật ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 29 tháng 11 năm 2020. Quý vị hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.